ngâm bây giờ cũng lâu rồi các bạn ơi, giờ kho nha các bạn. Nó teo lại nó giống cái lòng heo các bạn, cái lòng heo nè giống y chang lòng heo các bạn. Cái này bao tử các bạn, bao tử cá ba sa nha. Này kho kho chua chua ngọt ngọt các bạn, kho me. Giống lòng heo ghê, giống ruột heo. Cái này mà có thơm á, kho chắc ngon các bạn. Nhưng mà mình thôi, mình kho me cũng được, không có thơm kho me cũng được. Cạn rồi bạn ơi. Vừa ăn rồi các bạn. Mình không có bỏ nước màu nhiều các bạn. Nói chứ kho thì nói kho chứ giống như xào các bạn. Bỏ tiêu, tiêu với hành vô các bạn. Rồi, đây là lòng cá ba sa, kho me, chua chua ngọt ngọt, mặn mặn nha các bạn, hơi ngọt chút nha các bạn. Được rồi các bạn ơi, được rồi đó, vậy được rồi đó. Rút lên các bạn. Rút lại như cái lòng nha các bạn, cái lòng heo vậy các bạn. Tắt lửa nha các bạn. Các bạn ơi, bao tử cá ba sa mình kho với me đó các bạn. Nó teo lại giống như cái lòng các bạn. Nó teo lại giống như cái lòng con heo các bạn ơi, giống lòng heo các bạn. Cái này có khóm á, con chắc ngon lắm các bạn. Mình không có khóm mà mình xào, mình kho với me. Cho mời các bạn cơm nha. Dai mà giòn các bạn à, hơi dai dai mà giòn, ngon, ngon hơn ruột heo, lòng heo xào các bạn, ngon hơn. Ruột heo xào ra nó chỉ dai thôi chứ nó không có giòn, mà cái này ngon hơn.
Ngon các bạn. Chua chua ngọt ngọt. Tính thật bao tử cá ba sa này ngon. Giòn giòn. Bữa cơm trưa của mình nha các bạn. Nó nhìn sơ ra giống như cái lòng con đồng heo các bạn, không khác gì á, giống nhưng mà ăn nó thì nó khác. Cái đồng heo nó chỉ dai thôi, dai chứ nó không có giòn. Cái này ăn giòn này, cái bạc tử các bạn, bạc tử ăn sao sao. Cái này chắc anh làm được nhiều món các bạn, canh chua cũng được các bạn. Nấu canh chua cũng chắc cũng được. Nói kho chứ mình giống như xạo các bạn. Khô nó luôn. Khô nó luôn. Tôi chia sẻ với các bạn chút thôi nha. Buổi trưa mình ăn cơm như này các bạn. Buổi trưa. Chào các bạn nha.